Chào mừng quý vị khán giả đam mê bóng chuyền đã quay trở lại với những tin tức nóng hổi, gây cấn nhất. Hôm nay, ban biên tập kênh tin tức online xin gửi đến quý vị một bản tin bóng chuyền đầy kịch tính và bất ngờ. Chúng tôi chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng, niềm vui và sự phấn khởi khi đắm chìm trong những câu chuyện đầy hấp dẫn từ thế giới bóng chuyền. Mở đầu bản tin, chúng tôi mang đến một câu chuyện hiếm gặp và đầy cảm xúc. Trần Thị Thanh Thúy đã trải lòng về khoảnh khắc tuyệt vời khi được sát cánh cùng những huyền thoại một thời của bóng chuyền Việt Nam, Kim Huệ và Phạm Thị Yến, trong một trận đấu đặc biệt trên sân xi măng. Thúy đã chia sẻ những gì về trải nghiệm đáng nhớ này? Điều gì đã làm cô ấy xúc động khi đứng cùng những biểu tượng mà nhiều người ngưỡng mộ? Ngay sau đó, chúng tôi sẽ tiết lộ sự thật đằng sau câu chuyện gây xôn xao. Trần Thị Thanh Thúy vẫn chưa được câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ trọng dụng. Lý do gì đã khiến cô ấy chưa có cơ hội thể hiện tại đấu trường quốc tế này? Đây chỉ là bước lùi tạm thời, hay có ẩn tình gì đằng sau mà ít ai ngờ tới? Chắc chắn sẽ khiến quý vị không thể rời mắt. Và để khép lại bản tin, một tin tức gây sốc không kém, ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ nhận thưởng một căn hộ chung cư gần trung tâm Hà Nội. Nhưng, thay vì những lời chúc mừng, cô lại đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt. Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao món quà tưởng chừng tuyệt vời lại khiến cô gặp phải nhiều điều tiếng như vậy? Hãy cùng chúng tôi khám phá tất cả trong bản tin này, nơi những bí mật, cảm xúc và bất ngờ từ làng bóng chuyền sẽ được hé lộ một cách đầy kịch tính. Và ngay sau đây là những tin chi tiết. Thông tin đầu tiên, Trần Thị Thanh Thúy chia sẻ cảm xúc khi sát cánh với các huyền thoại Kim Huệ, Phạm Thị Yến trong trận đấu trên sân xi măng. Trần Thị Thanh Thúy đang là vận động viên bóng chuyền số 1 của Việt Nam. Hiện tại, Trần Thị Thanh Thúy đang khoác áo câu lạc bộ Kuribo ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Trần Thị Thanh Thúy đã thi đấu cho các câu lạc bộ nước ngoài như Bangkok Glass, Denso Eribet và Pepu Blue Cat. Thanh Thúy đã được thi đấu trên các sân đấu chuyên nghiệp từ trong nước đến quốc tế với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, vận động viên này cũng có thời điểm thi đấu bóng chuyền trên sân xi măng. Cụ thể, vào năm 2017, Trần Thị Thanh Thúy và đội bóng chuyền nữ Việt Nam đấu giao hữu với đội bóng chuyền nam xã Thanh Lan, Thanh Hà, Hải Dương trên sân xi măng. Trận đấu này được diễn ra vào ngày nghỉ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi tham dự VTV Cup 2017. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã về giao lưu với người dân xã Thanh Lan, một vùng quê nổi tiếng với nghề trồng vải thiều ở Thanh Hà, Hải Dương. Người dân ở đây rất yêu bóng chuyền nên họ rất phấn khích khi thấy sự xuất hiện của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Các thành viên trong tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hồi ấy có nhiều gương mặt đáng chú ý, trong đó phải kể tới Thanh Thúy, người đang là ngôi sao số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam. Bên cạnh đó còn phải nhắc tới Kim Huệ, Phạm Thị Yến, Ngọc Hoa. Theo đánh giá của người dân xã Thanh Lan, các thành viên trong đội bóng của làng vốn rất cao, nhưng nay đứng cạnh với những tuyển thủ Việt Nam thì chưa là gì. Khi ủy ban thông báo lên loa 2 giờ đội tuyển về, khoảng 1 giờ là đã đông lắm rồi, xong mọi người cũng háo hức. Đây là lần đầu tiên đội tuyển quốc gia về giao lưu thì không cái niềm vinh dự nào hơn với người dân Thanh Lan, một người dân chia sẻ. Trong set đầu, do trời nắng nóng, lại không được ngủ trưa, và có chút lo sợ chấn thương trên nền sân gạch bê tông nên các cô gái áo đỏ đã để thua đội hình trai làng Thanh Lan với tỷ số 21-25. Tuy nhiên, ở set sau đó, họ đã khuất phục các chàng trai, khép lại tỷ số hòa 1-1. Sau trận đấu, Thanh Thúy chia sẻ, vì em thấy rất là vui và đây là trải nghiệm mới khi thi đấu ngoài trời. Em thấy vui vì có nhiều khán giả tới ủng hộ và yêu mến đội bóng. Thông tin tiếp theo, sự thật chi tiết mới nhất đằng sau vụ Trần Thị Thanh Thúy chưa được câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng. 1. Câu lạc bộ Kuribo đã chơi 2 trận ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ mùa 2024-2025, nhưng Thanh Thúy vẫn chưa được ra sân phút nào. Lý do đầy đủ và chính xác nhất của việc này là gì? Thanh Thúy vẫn chưa được thi đấu phút nào cho câu lạc bộ Kuribo sau 2 trận đầu tiên của họ ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ mùa 2024-2025. Dù Kuribo ký hợp đồng có thời hạn 10 tháng với Thanh Thúy và giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ mới diễn ra được 2 vòng đấu, nhưng rất nhiều cổ động viên Việt Nam đã tỏ ra sốt ruột. Họ muốn thấy 4T vào sân, dù chỉ là vào thay người trong ít phút thôi cũng được. Nhưng vẫn chưa có cơ hội cho Thanh Thúy. Ở các trận giao hữu trước đó của Kuribo, 4T còn được vào sân thay người trong ít phút, nhưng ở 2 trận đấu chính thức đầu tiên của Kuribo gặp Adin và Vakibang ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ thì huấn luyện viên Mehmet Bedestin không cho Thanh Thúy vào sân phút nào. Tại sao lại như vậy? Thứ nhất, Thanh Thúy chắc chắn vẫn chưa hồi phục 100% thể lực do hệ quả của chấn thương đầu gối cô mắc phải từ khi còn thi đấu ở Nhật Bản và cần thêm thời gian để tiếp tục hồi phục thể lực hơn nữa. Thứ hai,
Trong hai trận đấu gặp Adin và Vakibank thì các chủ công được huấn luyện viên Mehmet Bedestin trao cơ hội thi đấu là Kurilo và Ace Kuruk đều chơi khá ổn. Kurilo đánh chính tất cả các set trong hai trận đã qua, ghi 8 điểm ở trận gặp Adin và 17 điểm ở trận gặp Vakibank, đối thủ cực mạnh. Còn Ace Kuruk đánh 97 trên 8 set ở hai trận gặp Adin và Vakibank, ghi 5 điểm ở trận gặp Adin và 8 điểm ở trận gặp Vakibank. Các chủ công cạnh tranh với Thanh Thúy đều chơi tương đối tốt, trong khi Thanh Thúy lại chưa đạt 100% thể lực thì chuyện huấn luyện viên Kuribo chưa trao cơ hội thi đấu cho 4T là có thể hiểu được. Tình hình hiện tại báo hiệu Thanh Thúy phải nỗ lực rất nhiều trong cuộc cạnh tranh với Ace Kuruk và Kurilo để tìm kiếm cơ hội thi đấu, chưa nói đến chuyện trở thành lựa chọn số 1 cho một suất đánh chính ở vị trí chủ công của Kuribo. Đây là giải đấu giữa các câu lạc bộ chơi ở nền bóng chuyền top 4 thế giới hiện tại. Chất lượng chuyên môn cao, sự cạnh tranh là rất lớn nên tất nhiên Thanh Thúy phải kiên nhẫn tập luyện và chờ đợi cơ hội của mình. Cô càng phải nhẫn nại hơn nữa vì vẫn chưa đạt thể lực tối ưu do ảnh hưởng của chấn thương trước đó. Thời gian vẫn còn rất nhiều đối với 4T. Kuribo còn chơi rất nhiều trận đấu và chắc chắn sẽ đến lúc chúng ta được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi Thanh Thúy ra sân trong một trận đấu chính thức của Kuribo mùa này. Và cuối cùng, ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thưởng căn hộ chung cư gần trung tâm Hà Nội nhưng bị chỉ trích gay gắt. Luôn thi đấu đầy nhiệt huyết, máu lửa, lăn xả trong các trận đấu, cô ấy góp công không nhỏ vào những thành công của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong hơn một năm qua, nhận được phần thưởng giá trị. Tuy nhiên, vì kỳ vọng quá nhiều nên người hâm mộ phản ứng có phần thái quá mỗi khi cô ấy chơi không tốt. Tú Linh là gương mặt quen thuộc ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô gái quê Hà Tĩnh là nhân tố luôn được huấn luyện viên Tuấn Kiệt đánh giá cao và xếp đánh chính ở tuyển Việt Nam trong hơn một năm qua. Tuy khả năng tấn công có phần hạn chế vì tầm cắt thấp và lực đánh không quá mạnh, nhưng bù lại, Tú Linh có khả năng đỡ bước một và phòng ngự hiệu quả nhất trong số các chủ công của tuyển Việt Nam hiện tại. Hồi đầu tháng 7 năm 2023, tay đập của Hóa Chất Đức Giang được ông bầu Đào Hữu Huyền thưởng nóng một căn chung cư có diện tích 50m² trị giá gần 1 tỷ đồng ở khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, sau khi cô cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch AVC Challenge Cup. Trong số các cầu thủ của Hóa Chất Đức Giang, chị Tú Linh giữ được vị trí trong đội tuyển quốc gia và thậm chí cô còn giữ được suất đánh chính trong đội hình của huấn luyện viên Tuấn Kiệt. Đó là chỉ dấu cho thấy tài năng và đóng góp của tay đập sinh năm 1999 này đã được ghi nhận. Tuy nhiên, cũng như hầu hết các cầu thủ khác, Tú Linh không tránh khỏi có những thời điểm chơi không đúng sức và phải nhận những chỉ trích khá gay gắt từ không ít người hâm mộ, những người vốn luôn kỳ vọng cao ở các cầu thủ nên đôi khi phản ứng có phần thái quá. Tại các giải đấu gần đây của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Tú Linh là một trong số ít cầu thủ bị một bộ phận người hâm mộ phê phán. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng huấn luyện viên Tuấn Kiệt nên thay thế cô bằng một cầu thủ khác ở đội tuyển quốc gia. Ý kiến chỉ trích xuất hiện mỗi khi Tú Linh có những trận đấu không tốt dù cô chỉ nhất thời chơi không đúng sức. Không chỉ hạn chế trong khâu tấn công, nhất là khi gặp những đối thủ mạnh, ngay những khâu thế mạnh như đỡ bước một và phòng ngự hàng sau, Tú Linh cũng có những trận đấu chơi không tốt ở các giải đấu vừa qua của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, từ FIVB Challenger Cup tới CV League rồi VTV Cup. Tuy nhiên, như đã nói, cầu thủ nào cũng có thăng trầm và việc Tú Linh có những thời điểm không có phong độ cao là điều khó tránh. Quan trọng là xét tổng thể, tay đập của Hóa Chất Đức Giang vẫn đáp ứng yêu cầu của huấn luyện viên Tuấn Kiệt, từ tinh thần thi đấu tới hiệu quả thi đấu thực tế. Huấn luyện viên là người hiểu rõ và đánh giá chính xác nhất về các cầu thủ nên nếu huấn luyện viên Tuấn Kiệt vẫn tiếp tục coi Tú Linh là nhân tố quan trọng trong lối chơi của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thì rõ ràng là ông có lý do của mình.